Kẻ gian hú hồn khi thấy chủ nhà cầm gậy ra hỏi thăm, vội bỏ chạy thoát thân. Hôm nay ngày 21 tháng 3 trên các diễn đàn phòng chống kẻ gian truyền tay nhau vụ việc manh động với caption như sau: người đứng canh, kẻ cắt dây xích, hai gã trộm loay hoay đang thực hiện hành vi thì bị ông chủ nhà cầm cây xông ra. Những hộ nhà dân mặt đường nên xem và chia sẻ clip này để cảnh giác mất đồ đạc. Qua đây khổ chủ lắc đầu chán nản, tự trách bản thân sao mà xui quá trời quá đất, xem lại camera mà chán nản thật sự. Càng hết lời không muốn nói thêm và muốn kênh Sài Gòn TV chia sẻ rộng rãi vụ việc để mọi người nâng cao cảnh giác. Không nghĩ lại xui xẻo bị kẻ gian chực chờ ra tay canh me trộm cắp như vậy, thiệt là giận tím tái người. Tình huống ra sao mời cả nhà cùng Sài Gòn TV xem tiếp nhé. Cụ thể ghi nhận tình huống sau xảy ra vào lúc rạng sáng tại tỉnh lộ 8 Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Thấy một cửa hàng ngay mặt đường có hàng hóa hớ hình, hai kẻ gian canh ban đêm đi tới trộm đồ. Trong lúc cả hai cắt dây xích tính rinh đồ, bọn chúng gây tiếng động ồn ào khiến gia chủ phát giác. Liền ngay sau đó, người đàn ông trong nhà xách cây chạy ra ngăn cản. Kẻ gian biết bị bại lộ, vội vã tung bỏ chạy thoát thân, không biết làm gì hơn ngoài cách bỏ chạy. Có lẽ sau cú hú hồn này bọn chúng sẽ né khu vực này ra chăng? Dân mạng xem xong clip hết sức bức xúc vì thời buổi hiện nay kẻ gian quá liều lĩnh, không biết sợ là gì. Mong pháp luật cần triệt tiêu những đối tượng này trong xã hội ngày nay. Và cũng thầm trách cửa tiệm lại để tài sản hớ hình như vậy thì coi như thua. Cũng may phát giác chứ không thì cũng bay màu tài sản. Được biết khổ chủ đã trình báo cơ quan chức năng dù chưa mất mát tài sản. Nhưng trên hết là mong muốn chia sẻ clip để mọi người xem qua và lấy là bài học phòng chống và rút kinh nghiệm. Còn bạn mà thấy sao về pha đang hành nghề bị chủ nhà xách cây dí chạy này, bình luận cho chúng tôi biết với nhé. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cập nhật những tin tức trích xuất camera đáng chú ý trong ngày. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.